Đề thi vào chuyên hóa của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm học 2015-2016. Hình 2 ở bên mô tả thí nghiệm đốt cháy sắt trong khí oxy. Câu A, hãy nêu hiện tượng thí nghiệm, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi đốt cháy sắt trong khí oxy. Câu B, tại sao phải để một lớp nước mỏng ở đáy bình? Các em đang nghe bài giải trên kênh Emily Chemistry Aerobic. Khi chúng ta đưa dây sắt có quấn cái que diêm đang cháy vào bình chứa khí oxy, thì que diêm sẽ cháy mạnh hơn, làm cho sợi dây thép nóng lên và cháy trong khí oxy. Phương trình phản ứng xảy ra là carbon cộng oxy cho ra CO2, sắt cộng oxy ra F3O4. Phản ứng này tỏa nhiệt rất mạnh, lượng nhiệt này tỏa ra tiếp tục duy trì phản ứng. Có các tia sáng bắn ra thành các hạt màu nâu chính là F3O4 bám trên thành bình. Sợi dây sắt bị ngắn dần đi và co tròn thành giọt ở đầu sợi dây. Nhiệt tỏa ra từ phản ứng trên làm cho sắt nóng chảy và tạo thành giọt cầu do hiện tượng sức căng bề mặt. Trong quá trình làm thí nghiệm có thể xảy ra trường hợp sợi dây thép bị rơi xuống. Do vậy chúng ta cần để lại một lớp nước ở dưới đáy bình để tránh khả năng dây thép bị rơi tiếp xúc với đáy bình làm cho bình bị nứt vỡ. Trong thí nghiệm này, thay vì là dùng que diêm đang cháy làm mồi thì chúng ta có thể dùng một cục than đỏ làm mồi. Thứ hai nữa là gì? Thay vì dùng một lớp nước thì ở đáy bình chúng ta có thể dùng một lớp cát cũng có tác dụng tương tự.